vàng đúc lò, gấp đôi canxi, béo thơm hết ý. Rất vui khi được gặp lại các bạn khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nấu chuẩn, ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Các bạn ơi, hôm nay Minh Phương thấy nguyên liệu ở trên bàn nha. Có tôm càng nè, có phô mai nè, rất là giàu canxi. Và chắc chắn cái người đi chợ cũng rất là giàu có. Phải không ạ? Thật ra thì bây giờ giá tôm càng và giá phô mai nó rất là phổ biến rồi. Chúng ta sẽ làm món tôm càng đúc lò. Đối với tôm càng thì các bạn sẽ cắt cái phần càng, phần chân ra. Công đoạn đầu tiên, chúng ta sẽ lục tôm. Chúng ta chuẩn bị một nồi nước. Rồi. Trong thời gian chờ đợi nước sôi thì quý nghị sẽ nhờ Minh Phương sơ chế hành tây để quý nghị sẽ nấu cái sốt phô mai. Rồi. Nước luộc tôm đã sôi thì quý nghị sẽ đem vào đây một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo. Một bí quyết trong quá trình luộc tôm thì các bạn nên luộc với một ít lát gừng để cho khử mùi tanh của tôm và giúp cho tôm nó thơm ngon hơn. Bây giờ chúng ta mới cho tôm vào luộc nè. Phần càng của ngày để riêng, chúng ta cũng cho vào luộc luôn. Sau khi tôm vừa chín tới thì quý nghị sẽ vớt ra và ngâm qua một thao nước đá lạnh. Và các bạn khoan vội đổ cái nước luộc tôm nha. Chúng ta sẽ dùng cái nước này để trụng nấm rơm. Rồi, các bạn chỉ cần trụng nấm rơm khoảng 30 giây thôi. Vớt ra, Minh Phương sẽ cắt lát mỏng để chút nữa chúng ta làm cái sốt nướng tôm càng. Sau khi đã nguội hẳn thì các bạn sẽ dùng kéo nè. Chúng ta sẽ cắt đôi con tôm càng ra như thế này. Thì các bạn chuẩn bị một cái chén này để chúng ta cho gạch ra đây. Chút nữa chúng ta sẽ nấu sốt luôn nha. Đó, chúng ta dùng dao nè. Đó. Cắt đôi con tôm ra rất là dễ dàng. Đó. Thấy chưa? Như vậy là tương tự với cái phần tôm còn lại ha. Đúng rồi. Bây giờ cái phần càng tôm lúc nãy chúng ta đã luộc chung sẽ lấy cái thịt này để chút nữa chúng ta xào với sốt luôn. Cắt hai đầu như thế này. Đó, mình có thể dùng một đôi đũa nè. Đã ra nè. Bây giờ Minh Phương giúp quý nghị một cái chảo nè để quý nghị hướng dẫn Minh Phương và các bạn khán giả chúng ta làm cái sốt phô mai để đúc lò cùng với tôm. Sau khi chảo đã nóng, các bạn sẽ cho vào đây một ít bơ. Sau khi tan bơ, chúng ta sẽ cho hành tây vào. Tiếp đến các bạn sẽ cho nấm rơm vào. Cho vào đây 2 muỗng canh rượu vang trắng. Cạn rượu rồi thì các bạn sẽ thêm vào đây 2 muỗng canh bơ. Chúng ta sẽ cho vào đây 30g bột mì. Nhỏ lửa nha, chứ không vón cục bột đó. Rồi, sau khi bột nó tan đều thì chúng ta tiếp tục cho 200ml sữa tươi không đường vào. Các bạn lưu ý nhé, khi nấu sốt chúng ta cho sữa tươi vào từ từ và khuấy đều để sốt không bị vón cục. Sau khi có độ sánh sạch rồi các bạn sẽ cho cái phần gạch tôm vào này và thịt càng tôm. Chúng ta sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo, nửa muỗng cà phê muối. Cuối cùng là 1/3 muỗng cà phê tiêu. Nấu cho nó sốt này nó sạch lại luôn. Rồi, sau khi sốt có độ sạch, chúng ta tắt lửa và cho ra tô để cho nó nguội. Chúng ta sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh sốt mayonnaise Aji mayo vị nguyên bản. Và cuối cùng là ngò tây, dùng muỗng khuấy đều lên. Khi mà thêm phần ngò tây nữa không chỉ tăng cái hương thơm đặc trưng mà còn giúp cho cái phần sốt của chúng ta có một cái màu sắc rất là đẹp mắt. Đúng rồi. Quốc Nghị chuẩn bị sẵn ở đây một cái khay inox, Quốc Nghị bọc một lớp giấy bạc và thêm một lớp muối sống nữa. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt xếp những con tôm đã chảy đôi ra này. Rắc đều phô mai lên. Như vậy là chúng ta sẽ thêm một lớp phô mai mozzarella ở bên trên những cái con tôm nữa. Không chỉ làm tăng tính hấp dẫn của món ăn mà còn tăng thêm cái thành phần dinh dưỡng, đó chính là canxi cho món ăn này, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ mang tôm đi đút lò khoảng 3 phút thôi và ở nhiệt độ 140 đến khoảng 150 độ để cho các lớp phô mai nó chảy ra và xem là chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ lấy tôm đút lò ra và trình bày cùng thưởng thức các bạn nhé. Và các bạn ơi, đừng quên mã QR đang hiển thị trên màn hình. Chúng ta có thể sử dụng điện thoại quét mã này để có ngay công thức của món tôm hấp dẫn ngày hôm nay nha. Đối với món ăn này, những ai là team của phô mai đúng không ạ? Thì chắc chắn sẽ không bỏ qua được. Và món này các bạn nên nấu kèm món măng tây chiên bia sốt cá ngừ để ăn kèm thì tuyệt vời luôn. Thịt tôm đỏ âu, tươi ngọt mọng nước, phủ đầy lớp phô mai béo ngậy xém mặt. Vừa mới ra lò nóng hổi, thơm phức, cắn miếng nào sướng liệm miếng đó. Ánh mắt của bạn đã va vào món tôm càng đúc lò rồi, phải không nào?
Chần chừ gì nữa, vào bếp và thực hiện ngay. Các bạn cũng có thể truy cập vào kênh YouTube, website và fanpage của chương trình để xem lại công thức của món ngày hôm nay và nhiều món ngon đến từ chương trình Món Ngon Mỗi Ngày.